Quân cứ riêng trước nhé, anh được xin phát. Vâng. Ok. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với trận chung kết của giải WinBillac. Giải đấu đang được diễn ra tại 61E Dốc Diện, thuộc ngõ 879 Lê Gia Thành, Hà Nội. Hai cơ thủ xuất sắc nhất ở giải đấu này đang có mặt trong trận đấu chung kết, đó là Linh Tuyên Quang và Giang A Báo. Bây giờ thì không biết là các bạn có thể nghe rõ mình nói cũng như là nhìn thấy hình ảnh ở trên màn hình của chúng ta có rõ ràng không, thì các bạn có thể là comment ở bên dưới nhá. Chúng ta sẽ cùng giao lưu trước khi trận đấu này diễn ra. Ok, chào bạn Nhất Đình, chào Nguyễn Đình Hoàng và chào tất cả anh em nhá. Ngày hôm nay thì mình sẽ bình luận cùng với anh Đặng Thành Kiên, và không biết là bây giờ thì anh Thành Kiên đã có mặt ở trong buổi livestream này hay chưa? À, vâng, xin chào Hoàng Quân, vâng chào tất cả các anh em. Vâng, Hoàng Quân có nghe rõ rõ giọng của anh chưa nhỉ? Vâng, nghe rất là rõ luôn rồi. À, rất Và to luôn. ngày hôm nay thì mình cùng với anh Kiên sẽ cùng bình luận và giao lưu với tất cả mọi người trong trận đấu chung kết này. Vâng, một trận đấu mà khẳng định với các bạn là không chỉ có chất lượng chuyên môn mà còn mang đầy cái tính giải trí ở trong này nữa các bạn ạ. À. Vâng, chúng ta hy vọng sẽ có một sự đa dạng ở trong trận đấu chung kết này. Và có lẽ đây là cú phá bi đầu tiên ở trong trận chung kết. Và đã có một viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Đó là viên bi mục tiêu số 1. Và vị trí này cũng thực sự rất thuận lợi dành đến cho Giang A Báo. Ok, chào Nguyễn Thiên Trường và chào tất cả anh em nhá. Đây có vẻ như là một tình huống điều cơ lỗi của Giang A Báo rồi. Vâng, Giang A Báo thì Quân có biết là cái game đấu vừa nãy gặp Ngọc Lệ đánh thì phải nói là vũ bão không? Chứ là một trận đấu mà gần như là chỉ diễn ra trong vòng khéo chỉ có nửa tiếng. Rất nhanh mà em có nhìn thấy là tỷ số rất sát sao, nhưng mà một trận đấu lại diễn ra rất nhanh. À, sát sao đấy là do Giang A Báo nhường Lệ Sầu để 6 đều đánh cho căng đấy. Đánh cho căng, và trong tình huống vừa rồi thì Giang A Báo đã thực hiện một pha chạy đạn khi mà anh đã điều cơ không tốt, và lúc này thử thách sẽ được dành đến cho Linh Tuyên Quang. Có Vâng, lẽ là có nhiều hai người đội có chúng lẽ ta lại nhiều cãi người nhau rồi. đã mới lần đầu tiên vào theo dõi hoặc là chưa hiểu lắm về cái giải đấu này, thì mình sẽ gọi là giải thích cho anh em một chút xíu. Đó là việc Linh Tuyên Quang lúc này đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-3, bởi vì là Linh Tuyên Quang ở hạng chuyên nghiệp, trong khi đó thì Giang A Báo đang xếp ở hạng C, cho nên chuyên nghiệp sẽ chấp hạng C với 3 ván thắng. Và đây chỉ là ván đấu đầu tiên thôi, nhưng có thể nói là ván đấu thứ tư trong trận đấu chung kết này rồi. Vâng, ở những cái game đấu trước thì Giang A Báo đánh vô cùng chính xác và vô cùng nhanh. Tuy nhiên thì trong cái trận đấu chung kết này tôi thấy Giang A Báo có gì đấy lại hơi rón rén. Vâng, điều này thì giống như câu chuyện rằng Giang A Báo sẽ rất dễ mất nhịp và dễ thòi lắm đấy các bạn ạ. Vâng, con bi mục tiêu số 3 vừa rồi đã bị nắc nổ tới 2 lần. Đó là một cú nhảy bi và cân luôn con bi số 3 của Linh Tuyên Quang không thành công. Và sau đó thì Giang A Báo
đã có một pha cắt nhưng cũng không thể đưa được viên mục tiêu số 3 rơi xuống lỗ. Ở góc quan sát này thì có vẻ như là vẫn còn cửa riêng để Linh Tuyên Quang có thể xử lý con bi mục tiêu số 3 này. Và vẫn lắc lỗ anh Kiên ạ. Viên bi Lỗ số từ 3. chối. Chúng ta đã thấy là bi mục tiêu số 3 là bi đầu tiên đang khiến cho cả hai cơ thủ không thể có được những pha xử lý tốt nhất. Và Giang A Báo với một phong cách theo kiểu đánh của anh thì rất là nhanh đúng không anh Kiên? Anh xử lý rất nhanh. Cộng Vâng luôn viên bi số 3 vào viên bi số 5 mà không cần suy nghĩ quá lâu. và trong trận đấu vừa lúc nãy thì em phải hình dung là anh chưa kịp đọc tình huống thì Giàng A Báo đã đánh xong. Như vậy là có lẽ là chúng ta cần phải hai anh em mình cần phải tốc độ một chút xíu ở cái phần bình luận ở trong trận đấu chung kết này. Chắc chắn luôn rồi. Và các bạn nhìn xem cái ván đấu này thì chưa đến 1 phút đâu các bạn. Chưa đến 1 phút thì sẽ xong cái ván đấu này. Có khi anh em mình mải nói chuyện một điều gì đó nhìn xuống trận đấu này thì đã kết thúc rồi anh Kiên ạ. Vâng, có vẻ là Giang A Báo sẽ phải hơi chậm lại một tí bởi vì tình huống nó nằm ngoài cái tay với của Giang A Báo. Nên Giang Báo Và đây là một tình huống xử lý có tốt hay không? nối. 9 điểm. 9 điểm. Với viên bi mục tiêu số 8 dành cho Giang A Báo. Điều gì đang xảy ra với anh Kiên? Vấp Chắc vúng, chắn vấp đó vúng. không phải là một tình huống chạy đạn rồi. Rất khó hiểu cho Giang A Báo trong tình huống vừa rồi và chắc chắn Linh Tuyên Quang sẽ không thể bỏ lỡ. Không, không cần đánh nha, viên bi mục tiêu cuối cùng nữa luôn. Chịu thua luôn và tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn là 1-3 dành đến cho Linh Tuyên Quang. Ván đấu đầu tiên đã kết thúc với một chiến thắng dành cho cơ thủ hạng chuyên nghiệp. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng nói một chút tới hai cơ thủ trong trận đấu chung kết này đi anh Kiên. Anh Kiên có nhiều thông tin tới Linh Tuyên Quang và Giang A Báo thì có thể cho các bạn xem livestream ở đây biết được không ạ? Đơn giản, Linh Tuyên Quang thì gần như là đã gắn bó với chuyên nghiệp cũng phải đến 5 6 năm nay rồi, không nhầm thì là như vậy. Vì thế cho nên rằng là Linh Tuyên Quang mặc dù là thành tích ở giải quốc gia cũng chưa có gì nổi trội, tuy nhiên ở trong những cái giải mà hạng kiểu chuyên nghiệp dạng như mà thi đấu ở câu lạc bộ như thế này thì Linh Tuyên Quang đã rất nhiều lần vô địch. Vâng, và có vẻ rất là có duyên với cái lối đánh thì thật sự là rất là hoa mỹ nhưng mà không kém cái phần chắc chắn của mình. Linh Tuyên Quang là người đánh bia cực kỳ khéo léo với công thủ vô cùng rõ ràng. Vâng, và nói về cái hiệu quả của Linh Tuyên Quang thì trước các đối thủ thì là vô cùng hiệu quả. Vâng, còn hai nữa là giọng với cái lối đánh của Giang A Báo thì các bạn biết rồi đấy. Vâng, xuống Hà Nội mới có tầm khoảng 2-3 năm nay. Vâng, nhưng Giang A Báo thì với phong cách thì cực kỳ là được anh em gọi là mến mộ. Vâng, với phong cách đánh vô cùng nhanh và gọn, dứt điểm cũng như là thua rất gọn. Vâng, Giang A Báo thì rất rất nổi lên trong cái giải đấu vô địch quốc gia vừa rồi, đánh nhanh nhưng mà hiệu quả. Bởi vì góc độ nào đấy bàn thi đấu giải quốc gia lỗ cũng dễ đánh hơn rất nhiều. Vâng, đấy là một trong những cái thông tin và hy vọng rằng Giang A Báo sẽ đón nhận được những cái góp ý từ mọi người để có thể thay đổi cái phong cách một chút thì anh tin rằng là Giang A Báo sẽ còn thể hiện được những cái rất là nhiều điều nữa và hiệu quả chơi sẽ cao hơn rất nhiều. Vâng, chúng ta sẽ cùng trở lại với ván đấu thứ, cứ cho là thứ năm đi, kể cả những ván đấu mà cơ thủ chuyên nghiệp Tạ Văn Ninh đã chấp Giàng A Báo. Thì vừa rồi đã có một pha xử lý không thực sự may mắn dành đến cho Giàng A Báo khi anh đã A băng. Nhưng viên bi số 2 đã không ở một vị trí thuận lợi. Có vẻ như là vừa rồi thì Linh Tuyên Vâng. Quang cũng có một pha xử lý không tốt. Bởi vì theo cái hình ảnh mà em theo dõi ở đây thì nó không quá rõ lắm. Và tình huống
cắt viên bi số 2 vào lỗ 5 của Linh Tuyên Quang đã không đưa được viên bi này rơi xuống lỗ. Và bây giờ cơ hội được trao trở lại dành đến cho Giàng A Báo. Vâng, đường riêng. Và Giàng A Báo hoàn toàn có thể sử dụng một phương án cu lê một băng. Và tôi phải nói nhanh bởi vì không chưa kịp nói xong thì Giàng A Báo đã đánh xong sứ rồi. Tình huống điều cơ tốt của Giàng A Báo. Và đây là viên bi mục tiêu số 8. Viên bi mà đã khiến cho Giàng A Báo để thua trong ván đấu đầu tiên. Và quá nhanh gọn, tỷ số là 4-1, chắc chắn là như thế rồi. Con này chắc cũng không cần đánh. Đấy, cũng biết không cần rồi. Đánh nữa. Vâng, Tạ Văn Linh đã đáp trả lại hành động trước đó của Giàng A Báo là thôi, anh không cần đánh nữa đâu. Theo thông tin của em nhận được thì Giàng A Báo sinh năm 1988, còn Tạ Văn Linh thì sinh năm 1992. 91, 92, đúng rồi, đúng rồi. 92. Linh Vương Quang sinh năm 92. 92 với lại 88 là cách nhau 4 tuổi, tức là hợp nhau phết đấy. Thế à? Em cũng biết cả về xem tướng à? Vâng, em cũng chỉ biết là cứ bốn nhau cách nhau 4 tuổi là hợp. Còn xem các thứ khác thì em không rõ lắm. Thế ví dụ nam với nam thì có là hợp không? Nam với nam á? Ừ? Nam với nam cũng hợp. Cứ cách nhau 4 tuổi, nam với nam, nam với nữ hay là nữ với nữ là đều hợp luôn hả? Đều hợp hết. 3 tuổi thì sẽ không hợp. Đấy. Thì em cũng chỉ nghe các ông các bà ngày xưa bảo vậy thôi. Chứ còn mê tín thì em không mê tín. Nhưng mà có vẻ như là lối đánh của Giàng A Báo quá nhanh anh Kiên ạ. Khi mà lúc này thì không cần suy nghĩ quá nhiều. Khá là cống hiến và gần như là không có một tình huống chạy đạn nào đến từ vị trí của Giàng A Báo. Vâng, có thể thấy được rằng Giàng A Báo phân tích vô cùng nhanh và chọn lựa cũng rất là nhanh. Thì như ở cái góc độ mà anh nhận thấy, đấy là cái câu chuyện là nếu so với chuyên nghiệp thì Giàng A Báo còn phải cải thiện rất là nhiều. Cho dù cấu hình của mình có rất là nhanh, chip xử lý rất là nhanh, tuy nhiên là những cái phân về chọn lựa phương án, và hai nữa là bản thân là chuẩn bị cái tinh thần để mình bước vào một cái cú đánh quyết định thì Giàng A Báo cần phải chậm lại một tí nữa. Vâng, nếu như mà cứ đẩy cái tốc độ nhanh lên như vậy thì càng về những cái đi sau Giàng A Báo sẽ oánh càng lỗi. Vâng, đó là một góp ý hết sức chân thành của anh Đặng Thành Kiên dành đến cho Giàng A Báo. Nhưng lúc này thì chúng ta vẫn đang thấy một lối đánh rất là vũ bão đến từ vị trí của tay cờ người Cao Bằng. Tình huống chạy đạn này của Linh Tuyên Quang đã xảy ra một cái lỗi rất lớn khi mà viên bi số 4 đã ở cửa lỗ rồi. Và cơ hội một lần nữa được trao cho Giàng A Báo ở ván đấu thứ 6 này. Có lẽ là chúng ta sẽ nói nhanh luôn, bởi vì là Giàng A Báo chắc chắn sẽ giải quyết ván đấu thứ 6 này một cách nhanh. Một là thắng nhanh, mà hai là thua nhanh. Chỉ còn 3 mục tiêu nữa ở trên bàn thôi. Giàng A Báo không mắc lỗi thì sẽ có được chiến thắng thứ 5 trong trận đấu ngày hôm nay. 2 bi mục tiêu nữa dành cho Giàng A Báo, 8 và 9. Đây là một vị trí khá xa. Và Giàng A Báo lắc lỗ rồi, lại là bi số 8 dành đến cho Giàng A Báo. 2 lần ở trong trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là 2 lần. Cho đến lúc này của trận đấu, Giàng A Báo đã gặp một cái điều gì đó đen đủi. Và bây giờ thì có cần đánh nữa hay không? À, phải đánh. Lần này thì Giàng A Báo nói, thôi quả này không phải dễ thì anh cứ đánh đi cho em. Và Linh Tuyên Quang đã nở một nụ cười rất tươi. Và anh buộc phải đánh để có được chiến thắng thứ 2 trong trận đấu ngày hôm nay. Phải sử dụng thêm, nối thêm cần. Không hề mắc lỗi đến từ vị trí của Linh Tuyên Quang. Và ván đấu thứ 6 vừa rồi cũng đã kết thúc một cách rất chóng vánh với phần thắng thuộc về Linh Tuyên Quang. Ok, lúc này thì lượng tương tác cũng đang, lượng người xem cũng đang bắt đầu là tăng lên rồi. Hy vọng là các bạn có thể tương tác và đặt ra những câu hỏi bên dưới, mình và anh Thành Kiên sẽ cố gắng để trả lời nhá. Những comment nào, những bình luận nào mà
không thể trả lời được thì các bạn thông cảm, bởi vì là lượng bình luận nó khá là nhiều. Vâng, trận đấu chung kết này như anh đã nói lúc đầu đấy thì ngoài cái tính chuyên môn rất là cao, với tốc độ xử lý phải nói rằng là nó tương đương với câu chuyện là một cái máy tính gọi là đời mới nhất bây giờ. Và một cái yếu tố chuyên môn nữa cũng đến từ Linh Tuyên Quang là một cầu thủ chuyên nghiệp. Thì ngoài ra nó còn mang tính rất nhiều tính giải trí nữa. Cho nên là nếu không được xem cái game đấu này vào một cái buổi cuối tuần thì thật là đáng tiếc cho các bạn đấy ạ. Đây là ván đấu thứ 7 và lúc này cơ hội đang được dành đến cho Linh Tuyên Quang. Với những pha đánh vũ vũ bão như là Giang A Báo thì không biết là liệu Linh Tuyên Quang có cuốn theo lối đánh đó của đối thủ hay không. Em sẽ đặt ra một câu hỏi cho anh Kiên chẳng hạn. Ví dụ như anh sẽ gặp một đối thủ có một lối đánh vũ bão thì điều đó có ảnh hưởng gì tới lối đánh của mình hay không, khi mà họ đánh nhanh thì mình có bị cuốn theo lối đánh đó hay không? À, thực ra thì ngày xưa thì anh có bị cuốn. Ngày xưa khi mà mình còn non non ấy thì khi Vâng. cái đối thủ mà quánh bay bay lên hoặc đánh nhanh nhanh là mình sẽ bị cuốn theo và bị mắc lỗi rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì anh rất là hiểu rồi. Với bản thân là với những cái bạn mà đánh càng nhanh như thế này thì nghĩa là như thế nào? Nghĩa là mình có rất nhiều cơ hội. Bởi vì anh hiểu rằng là một cái điều rằng là với một cơ thủ ai cũng như vậy, cái độ ổn định nó sẽ đến từ cái nhịp, mà cái nhịp mà mình bị nhanh quá thì nó sẽ dễ bị loạn nhịp và dễ bị sai sót. Vâng ạ, Ok, xin phép Quân một phút, Quân hãy tự tương tác với bạn bè nhé, anh sẽ chọn dậy cho khách một tí. vâng, ok, như vậy là anh Kiên đã đi bán gậy rồi các bạn ạ. Tiếp khách và bán gậy rồi. Không quan tâm gì tới anh em trong trận đấu chung kết này. Mình cũng rất là buồn. Nhưng thôi, chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau trong quãng thời gian tiếp theo của trận đấu chung kết này. Và đợi chờ anh Kiên trở lại sẽ cùng giao lưu với tất cả mọi người. Theo chia sẻ của anh Kiên thì thôi, đối thủ đánh như thế nào thì kệ đối thủ thôi, mình cố gắng đừng cuốn theo lối chơi của đối thủ và hãy giữ cho mình một lối đánh riêng theo phong cách của chính bản thân mình thì mọi thứ sẽ ổn áp hơn rất là nhiều. Bây giờ sẽ chỉ còn 3 bi mục tiêu nữa ở trên bàn. 7, 8 và 9 dành cho Linh Tuyên Quang. Bi mục tiêu số 7 đang có một cái má có thể nói là khá đẹp dành cho tay cờ đến từ Tuyên Quang. Vâng ạ, anh Kiên của chúng ta đã trở lại và không biết là anh bán gậy gì mà nhanh đấy anh. À, khách đặt sẵn rồi và việc của anh chỉ có việc vào chọn cho khách với bảo đảm rằng là ngọn thẳng tưng và trọng lượng không có vấn đề gì thôi. Và sau đó thì nhân viên của anh sẽ xuống làm những cái yếu tố kỹ thuật còn lại, đó là cho vào bao, đóng gói và sau đó thì ship cho khách. Và quy trình nó là như vậy. Vâng, ví dụ như tí nữa có một ông nào đến mua gậy thì anh lại lại ra bán gậy và không giao lưu với anh em nữa. Tức là bán gậy sẽ là quan trọng hơn với anh em ở trên này đúng Không không hẳn đâu, cái này thì anh hỗ trợ nhân viên của anh một tí thôi. Bình thường bạn ấy chọn ạ? được, nhưng mà có những yêu cầu đặc biệt thì xin phép khán giả một vài phút. Hai nữa là cũng có đang Quân cũng đang tương tác với mọi người đây thì anh mới chạy đi được. Vâng, như vậy là theo anh Kiên giải thích thì anh Kiên bán gậy không quan trọng bằng anh em ở đây, chỉ là hỗ trợ nhân viên thôi. Chắc Vừa chắn rồi rồi. thì ván đấu thứ 7 đã khép lại với chiến thắng thuộc về Linh Tuyên Quang rồi và chúng ta chưa kịp nói gì thì Giang Á Báo đã có ngay một cú đề-pa rất nhanh. Nhưng thế bi này thì khó dành cho Giang Á Báo. Liệu anh có nghĩ nhanh? Ủa, anh A Băng luôn à? Anh không thực hiện một Không, quả đánh an toàn, an toàn an an toàn, toàn. an toàn, an toàn. Cứ nghĩ là quả đấy A Băng luôn thì quá là Vâng. nhanh. Và cơ này mà Linh Tuyên Quang không đánh là Giang A Báo dễ cộng 6 luôn để giải quyết ván đấu đấy, em có tin không? Nào, nhường đi Linh Tuyên Quang, thử nhường xem. Vâng, trong tình huống này nếu là tôi là Linh Tuyên Quang thì sẽ có một tình huống chạy đạn, đó là xẻ con bi 2 qua mặt con bi 6 và con cái sẽ một băng lắp vào đít con bi 8. Đấy là một trong những tình huống chạy đạn rất là hay. Vâng, chắc chắn Linh Tuyên Quang cũng nhìn ra điều này các bạn ạ. 2 cộng 6
chắc chắn không phải là một thử thách dễ dàng. À, nhường luôn rồi. Như vậy là Linh Tuyên Quang đã quyết định nhường cú đánh an toàn vừa rồi lại cho Giang A Báo, và tất nhiên Giang A Báo đã có suy nghĩ là nên làm gì ở trong đầu rồi. Đánh luôn. Chạy đạn, xẻ con đi hai vào con Chạy đi đạn. kia và bắt đuôi. Và đây là một tình huống chạy đạn Rất là lỗi. có thể nói là rất khó để cho Linh Tuyên Quang ăn viên bi số 2, nhưng dễ để cho anh dễ dàng để cho anh có một cú đánh hợp lệ, thậm chí là chạy đạn luôn, dễ dàng để thực hiện một tình huống chạy đạn lại dành đến cho Giang A Báo. Và cú chạy đạn này của Linh Tuyên Quang có thể nói là một cú chạy đạn tốt. Vâng, sút T con 2 lỗ góc, sau đó thì cộng con 4 và con 9. Và đây là một cái kịch bản mà tuyệt vời cho Giang A Báo. Chúng ta sẽ xem pha xử lý này của Giang Á Báo. Anh suy nghĩ thì rất nhanh rồi, nhưng thực hiện với một tình huống nhảy bi tuyệt vời của Giang Á Báo. Bi số 2 đã rơi xuống lỗ một cách rất gọn gàng. Và bây giờ thì ăn con bi 4 lỗ góc và dò luôn con bi 9 lỗ 10. Tính Vâng, toán của sẽ Giang A là một Báo. tính toán nước đôi của Giang A Báo để anh có thể nghĩ về chiến thắng ở trong ván đấu không thành công với viên bi số 9 rồi. Rất đáng tiếc dành cho Giang A Báo. Ý đồ rất rõ ràng và bây giờ thì có vẻ như là viên bi số 6 đã bị che rồi. Cóc Và luôn, nhảy luôn. Nhảy và cân bắt đuôi luôn. nhảy con bắt đuôi, và đây là một tình huống nhảy bi có thể nói là ổn của Giang A Báo. Đã Không tính phải toán ổn là mà là nếu như quá con nước ổn. không ăn được thì sẽ giấu luôn. À, không biết ở trên màn hình của anh Kiên là viên bi số 6 màu gì đấy ạ? Nó nằm ở giữa con 7 và con 8 đấy em. Sao em ở đây em nhìn thấy nó là màu 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 này không Màu biết là màu gì xám, luôn, màu nó là xám. màu màu Và đây là lần xám đầu tiên mà em thấy viên bi số 6 màu xám, bình thường thì em nó thấy màu xanh lá cây cơ. xám. Ừ. Bóng bây giờ thì là ra rất là nhiều các loại bóng khác nhau, và bộ bóng đang thi đấu trên bàn này là bộ bóng Dina. Dina là sẽ được hợp tác với sản xuất với Bỉ, rồi bóng rất là nổi tiếng đấy ạ. Vâng, vậy anh có bán bộ bóng này không anh? À, vâng, có rất là nhiều Tức là ngoài luôn. bán gậy ra thì anh còn bán bóng nữa đúng không? À, đúng rồi, và bản thân rằng là ở shop anh thì còn có phân phối bàn phân phối chính thức tại miền Bắc, bàn A Plus, rồi một trong những cái phân khúc bàn vô cùng là hợp với cái phong cách của người Việt. Vâng, vừa rồi thì Linh Tuyên Quang đã thực hiện một pha đánh hợp lệ, một cú đánh hợp lệ, nhưng lúc này thì may mắn đã không dành cho tay cờ sinh năm 1992 nữa. Giang A Báo sẽ có cơ hội để không thành công rồi. Lắc lỗ Chạy rất nhiều nhưng vẫn có may mắn cho Giang A Báo trong pha xử lý vừa rồi. Tạ Văn Linh cũng sẽ đưa ra một quyết định nhanh nhanh gọn ở trong pha xử lý này. Không thành công. Và đường riêng. có đường riêng. Anh kia là em có cảm giác là những tình huống đường xa như thế này thì Giang A Báo hơi gặp khó khăn một chút xíu. Nhưng lần này thì anh đã thành công rồi. Không hẳn đâu, kỹ năng đánh ăn bi của Giang A Báo vô cùng tuyệt vời, bởi vì Giang A Báo là một tay tài xế vô cùng cứng. Vâng ạ, xe lái những cái xe mà mấy chục tấn thì các bạn phải hình dung được rằng lại còn đổ cả đèo nữa. Thế nên là việc đưa con bi vào lỗ với cái kích thước của cái bàn nó chỉ có chưa đến 3 mét như thế này thì người ta gọi là quá dễ dàng với Giang A Báo thôi các bạn. À, như vậy là anh Kiên có cung cấp thêm một thông tin nữa dành cho mọi người, đó là ngoài việc đi đánh bia ra thì Giang A Báo còn có một nghề khác nữa, đó là lái xe. Như vậy thì ván đấu thứ 8 đã kết thúc cũng khá chóng vánh thôi. Tỷ số lúc này đang là 5-3.
Vâng, dành và cả đến nhà. cho Giang A Báo và chúng ta vừa được xem lại tình huống có thể nói là hay nhất trong bàn đấu vừa rồi với cú nhảy bi thành công của Giang A Báo. Vâng, rất là nhiều người comment ở trên này nói về bắn cả lơ thay nỉ ABC XYZ còn là điểm liên quan đến DIA luôn. Vâng, chính xác đấy ạ. Tại 139 Lò Đúc của chúng tôi thì bất kể bạn có nhu cầu gì về DIA đều được chúng tôi đáp ứng và luôn có những cái giải pháp tối ưu cho các bạn, kể cả kinh doanh câu lạc bộ DIA các bạn nhé. Vâng, anh Kiên bán cái gì cứ liên quan tới bia thì anh Kiên có thể làm được. Bán bàn, bán gậy, bán bi và thậm chí là bán không, nhờ nói Không được đúng hơn đâu, thì là chia sẻ về kiến thức bia đúng không ạ? chính xác chính xác. Và bây giờ là một cú bắt đuôi dí dị dành cho Linh Tuyên Quang, dí con bi hai xuống băng và con bi cái thì lắp vào đít con bi năm, chắc chắn là một tình huống chạy đạn của Giáng A Báo rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem. Như vậy là chạy đạn rồi. Với góc quan sát này thì Giang A Báo đã làm như những gì mà anh Kiên vừa phân tích. Và bây giờ khó khăn được dành đến cho Tạ Văn Linh sẽ chỉ là một tình huống A băng thôi, ở đường ngắn. Vâng, ở góc này thì nếu như Linh Tuyên Quang A băng vào má trên của con bi 2 và va vào con bi 9, vâng, con cái sẽ chạy ra đường xa. Vâng, ăn con Và ba rồi. ăn luôn viên bi số 3. Và có lẽ đó là một tình huống may mắn dành đến cho Linh Tuyên Quang, phải không anh Kiên? Không, tính toán đấy, Đó là giới một cơ cú thủ tính chuyên nghiệp. toán luôn. Vâng, em phải nói là tính toán cho nó oai. Vâng, rất tuyệt vời, đó là vì tính toán của Linh Tuyên Quang. Và bây giờ thì những bi mục tiêu còn lại dành cho Linh Tuyên Quang đều ở những vị trí rất thông thoáng rồi. Bi mục tiêu số 5 sẽ là bi tiếp theo của Linh Tuyên Quang. Ồ, trồi ra rồi nhưng mà lại rơi xuống. Một tình huống phải nói là cái lỗ nó suýt nữa thì từ chối con đi năm của Linh Tuyên Quang. 4 bi mục tiêu nữa dành cho Linh Tuyên Quang. 6, 7, 8 và 9. Xử lý tốt ở viên bi mục tiêu số 6. Và má quá đẹp để ăn 7. Và cái ra ăn luôn viên bi mục tiêu số 8. Nếu như không có sai lầm và bất ngờ thì chiến thắng thứ tư trong trận đấu chung kết này sẽ thuộc về Linh Tuyên Quang, 2 bi mục tiêu nữa và tình huống điều cơ này của Linh Tuyên Quang không cần phải đánh nữa. Vâng, Giang A Báo rất nhanh, thua thì cũng rất nhanh mà thắng thì cũng rất nhanh. Ít ra thì cũng để cho đối phương đánh biết đâu lỗi bia thì điều gì cũng có thể xảy ra mà. Tẹt cơ chẳng hạn này. Đúng rồi, tẹt cơ chẳng hạn. Không bôi lơ, quên bôi lơ, tẹt cơ. Điều đó có thường xuyên xảy ra trong bia chuyên nghiệp không anh Kiên? À, rất là hiếm khi em ạ. Thứ hai nữa là bây giờ có rất nhiều những cái loại lơ tốt mà nó cái độ bám dính vô cùng cao, ví dụ như là lơ Roku của Camui chẳng hạn. Giá của nó tuy thì hơi cao một tí, 600.000 một cục. Tuy nhiên rằng là bạn hoàn toàn có thể bôi một lần và đánh cả ván mà không cần bôi lại. Được, độ bám dính và độ bền rất tốt. Có phải anh đang quảng cáo cho lơ bên anh đang bán không À, đúng rồi, ở nhà thì hiện nay ạ? đang còn mấy trăm viên. Mấy trăm viên, mỗi viên Vâng, như thế là 600 ngàn ấy. 600 ngàn. Vâng, à, cao thủ thì không bằng tranh thủ. Cứ nói cái gì là anh Kiên lại tranh thủ một tí để bán hàng các bạn ạ. Tôm đú nghe rõ không? Chào Hoàng Cọt nhá. Anh em có thể đưa ra dự đoán về tỷ số trong trận đấu chung kết này. Nhưng mà lúc này tỷ số đang khá là xít sao rồi và mọi điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tình huống chạy đạn này của Giang A Báo được xem là một tình huống chạy đạn khá ổn. Nhưng viên bi mục tiêu số 2 cũng đang ở khá gần lỗ rồi.
Còn chắc sẽ là chắn một Linh Viên cú Quang sẽ sút tê. nhảy bi luôn. Wow, nhảy bi và lùi cái quá hay của Linh Tuyên Quang. Pha xử lý Như rất đánh nhanh. luôn. Bây giờ thì khó nhất là viên bi mục tiêu số 6 có thể cộng được vào 7. Hoặc là điều đường riêng qua đít con bi 9 thì cũng được em ạ. Điều đường riêng qua cái ở đít viên bi số 9. Vâng, cảm ơn, rất là cảm ơn bạn Nông. Vâng, dạo này làm chắc là nhiều vàng. Vâng, có muốốn ủng hộ cho bên livestream nhưng mà thực sự rằng là cái tôi nhận rất là nhận cái gọi là cái sự ủng hộ của bạn thôi, cũng ủng hộ bằng tiền biết cái thứ thì nghe nó cũng hợp lý quá, nhiều người chuyển khoản quá lại phải giải trình rất là mệt. Chúng ta sẽ cùng xem, có lẽ đây là pha xử lý khó nhất ở trong trận đấu này. Và Linh Tuyên Quang sẽ thực hiện một tình huống điều cơ như thế nào sau khi ăn viên bi mục tiêu số 4 đây? Đó là một tình huống suýt chít nữa đá điều cái vào lỗ. Vâng, một cú cúp phải nói là vô cùng chính xác của Linh Tuyên Quang mới đưa được con bị cái xiết vào lỗ như vậy đấy mọi người ạ. Có lẽ là cộng luôn viên bi 6 vào 7. Không, một tình huống an toàn hơn của Linh Tuyên Quang, đó là thực hiện một pha chạy đạn. Có lẽ Linh Tuyên Quang trong cái tình huống tỷ số người ta gọi là đang đứng trước một cơ hội gọi san bằng tỷ số, hoặc nếu để xảy ra rủi ro thì sẽ bị gia tăng cách biệt. Thế nên lựa chọn rất là đúng đắn của Linh Tuyên Quang, đó là Linh Tuyên Quang sẽ chọn những cái giải pháp nó mang tính an toàn hơn. Đó. Và tình huống chạy đạn là sau đó của Giang Á Báo thậm chí là còn khó Vâng. hơn dành đến cho Linh Tuyên Quang ở thế bi này. Wow, một tình huống A bằng đường dài không phải là một điều dễ dàng. Vâng, Linh Tuyên Quang đang đo đạc rồi các bạn ạ. À, bây giờ nhìn thấy thì đo trúng con 6 rồi, nhưng có vào má để ăn con bi 6 hay không thì còn tùy thuộc vào cái lúc mà Linh Tuyên Quang cúi xuống nữa các bạn ạ. À, đo thì không trượt được. Vâng, nhưng đánh thì sao? Rất khó đây. Thậm chí là cái cần để chạm vào viên bi cái ở chỗ nào cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới đường chạy bi, đúng không anh Kiên? Chính xác luôn. Và cú đánh vừa rồi của Linh Tuyên Quang là một cú đánh hợp lệ thôi. Cơ hội cho Giang Á Báo cân con bi 6 và điều con bi 7 lỗ 10 luôn. Cần 6 lỗ 10. Một thử thách có thể nói là Có vẻ như không còn đủ má. Vâng, Giang Á Báo chắc sẽ chạy đạn. đang tính cân rồi anh Kiên ạ. Không, chúng ta sẽ cùng xem. Đang báo thì sẽ xử lý nhanh thôi. Và sẽ là một tình huống chạy đạn của Giang Á Báo. Tốt rồi, ổn rồi. Và đây là cơ hội để cho Linh Tuyên Quang chứng minh rằng con hai lúc nãy không hề là rùa. Vâng, sút tê ăn con bi 6 lỗ góc bên tay phải và điều con bi 7 ở lỗ góc bên tay phải luôn. Nhưng tình huống này khó hơn rất nhiều so với tình huống ăn hai trước đó dành cho Linh Tuyên Quang. Tuyệt vời, quá Đấy. tuyệt vời, rất đẳng cấp đến từ vị trí của Linh Tuyên Quang. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều thì đó thực sự là một đẳng cấp của tay cờ đến từ Tuyên Quang. Bây giờ thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều dành cho cơ thủ sinh năm 1992 rồi, 7, 8 và 9. Chắc chắn sẽ được đưa xuống lỗ thôi. Ơ đừng nói là Giang bảo bảo không cần đánh hai con này nữa nhá. Thực ra Thua là luôn nếu như ở thời điểm này thì chắc chắn là không phải rồi. Có lẽ là nếu như đánh viên bi số 8 và cái ở một vị trí đẹp, có lẽ là Giang bảo sẽ ra xếp bi luôn. Bi số 8 đã được đưa xuống lỗ rồi và vị trí này Giang A Báo sao đây?
Gia nhập đi, gia nhập đi và À, không và nhập đi cần à? phải đánh. Rất nhanh, như vậy là Giang Á Báo thua nhanh và thắng cũng nhanh, đánh cũng rất nhanh, suy nghĩ thì quá là chóng vánh luôn. Vâng, thời đại 4.0, cấu hình cao và xử lý các tình huống nó gọi là quá nhanh. Chúng ta sẽ cùng xem lại những pha highlight của Tạ Văn Linh trong trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số lúc này đang là 5 đều rồi. Sự kịch tính đã bắt đầu diễn ra và Linh Tuyên Quang đã có được ván thắng thứ 5, qua đó cân bằng tỷ số. Ta vừa được xem lại thêm một pha highlight nữa. Năm đều rồi anh em nhé. Nhiều anh em hỏi là năm đều hay là 4-5 nhỉ? Thì tỷ số chính thức lúc này đang là 5 đều. Những pha quay chậm vừa rồi thì nó quay chậm luôn cả cái bảng tỷ số, cho nên là nó khiến cho anh em có thể hiểu nhầm một chút xíu. Tỷ số lúc này thì đang xuất hiện trên màn ảnh của chúng ta, đó là 5 đều. Và Linh Tuyên Quang sẽ đứng trước thời cơ lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ở trong trận chung kết ngày hôm nay. Tình huống đề pa vừa rồi của Linh Tuyên Quang đã đưa được, có vẻ như là không đưa được viên bi mục tiêu nào rơi rơi xuống Có hố đúng rồi, không? 2, 4, 6, 8 đã ăn rồi con ạ. 1, 2, 3, 4, hình như là viên bi số 4 đã được đưa xuống lỗ rồi. Ok, thank you bạn Nồng đã gửi tặng cho buổi livestream này ạ. 100 sao nhá. Tình huống điều cơ vừa rồi không ổn một chút nào đối với Linh Tuyên Quang. À, lúc này nhiều khả năng anh sẽ buộc phải thực hiện một pha chạy đạn. Tình huống chạy đạn. Lỗi rồi. Vâng, nhìn thấy và Giang A Báo có hai lựa chọn, một là công, hai là thủ. Thủ thì có thể cúp con bi cái vào đít con bi 6 để chạy đạn và cân con bi 2 lên. Anh Kiên chưa nói xong thì Giang Á Báo đã đánh xong rồi. Vâng, Đó là một huống chạy đạn nhưng cũng lỗi đến từ vị trí của Giang Á Báo. Liệu có cân luôn với biên số 2 vào lỗ 10 hay không? 99% Linh Tuyên Quang sẽ cân. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi cú đánh này của Linh Tuyên Quang. Cân luôn và đó vẫn là một tình huống xử lý tuyệt vời của Linh Tuyên Quang. Anh đang tạo cho mình rất nhiều highlight ở trong trận đấu chung kết này. Bây giờ nhiệm vụ của Linh Tuyên Quang sẽ là điều cơ tốt thôi. Để hướng về lần đầu tiên vươn lên dẫn trước trong trận đấu chung kết này. Lắc lỗ mất rồi. Rất đáng tiếc dành cho Linh Tuyên Quang. Một Vâng, điều sau rất một bình pha thường. highlight là một pha ba like của Linh Chính Tuyên xác là Quang. như vậy. Chính xác là một điều rất bình thường ở trong bộ môn bia này. Đó là sau một cú đánh có thể nói là kinh điển, thì sau đó lại là một pha xử lý có thể nói là kinh tởm. Rất đáng tiếc cho Linh Tuyên Quang. Cơ hội sẽ được trao cho Giang A Báo. Bốn này sẽ đánh kiểu gì đây? Cắt luôn vào lỗ 5. Tình huống điều cơ có thể nói là hơi lỗi một chút nhưng Giang A Báo đã xử lý thành công. Gãi viên bi số 6 ra một vị trí thuận lợi hơn. Có lẽ không phải là điều nằm trong tính toán của Giang A Báo trong pha xử lý vừa rồi. Rất tốt. Tí nữa thì thắng luôn. Bi số 6 sẽ được cắt luôn vào lỗ 10. Và Ba thua luôn, bây giờ thì thua luôn anh Kiên ạ. Có thể nói là thất vọng quá rồi, Giang Á Báo thua luôn mặc dù vẫn còn hai bi mục tiêu ở trên bàn nữa.
Đây, chúng ta sẽ cùng xem lại những pha highlight ở trong ván đấu thứ 11 này. Giải trí thực sự luôn. Cái con sáu vừa rồi anh cũng nhận định là cái sẽ dễ chết, tuy Nhưng nhiên là khi mà anh Kiên chưa kịp phân tích thì cái thì cũng lỗ mất rồi. bởi Giật vì mình. bản thân cái góc đấy là một cái góc rất là mỏng, con bị cái vô cùng khó có thể lấy được cái áp phê và chiến thắng cái góc văng của con bị cái được, và nó rất là khung vào lỗ, hay gặp lắm. À, như vậy là ở giải đấu này thì các cơ thủ sẽ tự ra chỉnh tỷ số luôn à anh Kiên? À, chính xác, thực Thế ra là ví những cái chỉnh ý là nâng một phát lên hai ván cho nhanh ừ, đấy 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 thì ý em là như thế thì cái có ví dụ như thế thì có ai phát hiện ra được không nhỉ? có thể lắm, nhưng mà nhỡ mà đối thủ mà phát hiện ra thì lần sau người ta lượt lại bốn ván liên tiếp thì mình còn nhục Nhục nhám anh Kiên ạ. hơn. Cho nên là anh em cứ thật thà nhá. Mặc dù chơi bia thì có rất là nhiều ma giáo. Nhưng khi mà lên hình như thế này thì nếu như đối thủ không phát hiện thì anh em ở đây cũng phát hiện ra thôi. Có khá nhiều những viên bi mục tiêu rơi xuống lỗ rồi. Và lúc này Giang A Báo đang đứng trước cơ hội để kết thúc ván đấu thứ 12 này với tỷ số 6 đều. Ta sẽ cùng xem. Ba bi mục tiêu ở trên bàn nữa. 5, Vâng, 8 và 9. Giang A Báo điều thì chẳng cần mở má mở mông gì cả và lợi dụng quá nhiều kỹ thuật, và với lối đánh như vậy thì thực sự rằng là chỉ có bay bướm mới đánh được thôi. Cái quan trọng nhất là ở các cái trình độ chuyên nghiệp, đó là người ta cố gắng điều ra làm như thế nào để đúng Lại lắc là lỗ rồi, lại con 8 này anh Kiên ạ. đúng. Lắc Vâng, lỗ Giang A mất rồi. Báo. Lần này thì Giang A Báo không 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 thua luôn nữa, mà anh sẽ để cho Linh Tuyên Quang giải quyết mình ở ván đấu thứ 12 này. Ta sẽ cùng chờ hai cú đánh của Linh Tuyên Quang. Điều cơ có thể nói là ổn rồi. Và ván đấu thứ 12 đã khép lại với chiến thắng dành đến cho Linh Tuyên Quang. Tỷ số lúc này đã là 7 năm rồi. Vâng, quá nhiều cơ hội nhưng mà Giàng A Báo đã bị bỏ phí rất là đáng tiếc. Bài toán đặt ra ở đây là nếu như Giàng A Báo mà tận dụng tốt những cái cơ hội của mình có thì tỷ số sẽ vẫn là 7 năm, nhưng mà là 7 cho Giàng A Báo và 5 cho Linh Tuyên Quang. Đó, khác biệt nó ở chỗ này đấy mọi người ạ. Vâng, có cơ hội nhưng có tận dụng được hay không. Và điều đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào Giàng A Báo. Vâng, chắc chắn sẽ là một tình huống gọi là oánh ra an toàn để sau đó thì sút tê con bi hai của Linh Tuyên Quang. Linh Tuyên Quang sẽ đẩy con bi cái về phía chỗ đầu con bi 8 và sau đó thì sẽ thực hiện cú sút tê. Wow, sút luôn. Vâng, hình như chúng ta đã mất tín hiệu của Hoàng Quân hay sao ấy nhỉ? Không không em đây em mới vào, À. em vừa mới đi giải quyết nỗi buồn vào. À. Và bây giờ là một tình huống sút tê thành công của Linh Tuyên Quang. Wow, có vẻ như là Vâng, cơ thủ đến sinh năm giờ. 1992 rất có duyên với những tình huống nhảy bi để ăn bi mục tiêu số 2. Vâng, chúng ta đến giờ này có thể nói rằng là sút tê hay người ta gọi là nhảy vượt rào của Linh Tuyên Quang nó là một kỹ năng. Bây giờ thì thế bi thuận lợi dành cho Linh Tuyên Quang rồi. Trận đấu đang diễn ra khá nhanh anh Kiên ạ, khi mà mới chỉ khoảng 40 phút thôi. Và lúc này đã đến giai đoạn cuối của trận chung kết rồi. Và tốc độ của trận đấu quá nhanh mà khiến chúng ta cũng không thể anh em chúng ta cũng không thể giao lưu nhiều đến tất cả các bạn ở đây được.
Vì mục tiêu số 3 đã được đưa xuống lỗ rồi. Rằng bây giờ thì quá dễ cho Linh Tinh Quang rồi. Mũi gậy đặt vào tầm hướng 2 giờ, oánh con bị cái hai bằng lòn qua và chạy qua đúng cái vị trí con bị cái đang đứng. Và gần hơn một tí nữa sẽ là vị trí đẹp nhất cho con bi số 6. Bốn đã được đưa xuống lỗ và tình huống điều cơ này của Linh Tuyên Quang được xem là một tình huống lấy cơ ổn. Anh nhắc bài đấy. Anh Kiên đang ở, không phải là ở, Anh đang ở 139 Lò Đúc. vâng, tức là ở đấy vừa bình luận vừa bán gậy đúng không ạ? À, chính xác. À, có khách đến thì mình sẽ tiếp và phục vụ luôn. À, bán gậy và bán bàn. À, hôm nay thì cũng bán chưa được nhiều gậy lắm, bán được mới có 2 3 cái và bàn thì mới chốt được một đơn. Ngày hôm nay bán ít, ngày nay bán chưa được chục cái bàn. Chưa được chụp cả bàn. Thế là Vâng. bàn ít. Đã ít. Vâng, anh em nào ví dụ như muốn mua gậy hoặc là những cái dụng cụ gì liên quan đến bia thì có thể tới trực tiếp đến 139 Lò Đúc để anh Kiên có thể quảng bá nha. Vâng, các bạn nên đến trải nghiệm, bởi vì cái quan điểm của anh rằng là các bạn bỏ tiền ra thì các bạn nên tự quyết định. Tất nhiên nếu cần anh tư vấn cái gì thêm về chuyên môn hoặc là những cái cấu kiện bên trong gậy mà mọi người không biết thì anh sẽ nói cho mọi người hiểu. Nhưng nên tự cảm nhận và đưa quyết định sẽ là những cái thứ gọi là chính xác nhất, quyết định đúng đắn nhất. Vâng, ván đấu vừa rồi cũng đã kết thúc rất nhanh và rất trong vánh ở tỷ số lúc này đã là 8 năm rồi. Linh Tuyên Quang đang đến rất gần với chức vô địch ở giải Winbilac. Anh Kiên lại ra bán gậy mất rồi các bạn ạ. Và chúng ta sẽ cùng tới với ván đấu thứ 14. Người sẽ được quyền đề pa đó là Giang A Páo. Không biết là cái tên là Giang A Páo này nguồn gốc có từ đâu, anh Kiên có biết không ạ? À, Giang A Báo thì không nhầm thì là quê ở trên Cao Bằng. Cao Bằng, Vâng. và hình như là một họ của dân tộc. Không hiểu Giang A Báo là dân tộc gì. Và cái này thì bạn nào có thông tin thêm về Giang A Báo thì có thể cung cấp cho tôi thêm xem là quê quán Giang A Báo ở chính xác ở đâu và hiện đang là dân tộc gì không được nhỉ? Tức là tên thật là Giang A Báo luôn à anh Kiên? À, chính xác, tên thật là Giang A Báo luôn, À, họ vâng, Giang luôn. em cứ nghĩ là anh em thường hay kiểu chôn chôn đấy, hay đặt tên Vâng. cơ thủ theo kiểu chôn chôn đấy. Vâng, nhưng không phải, Giang A Báo thì tên thật là Giang A Báo đấy. Vâng, bọn Võ Vũ Ngọc Hưng có đưa ra một cái thông tin đó là họ Mông. À, đúng như họ của người Mông, Mông họ Họ của Giang. người Mông. Vâng, chính xác, rất cảm ơn thông tin của bạn. Và như vậy thì Giang A Báo chúng ta chưa nói xong thông tin của anh thì anh đã dọn đi một cơ dọn bàn ở trong ván đấu thứ 14 rồi. Và lúc này thì số được rút ngắn xuống còn 6-8. Linh Tuyên Quang đang cười rồi, không biết là anh cười điều gì, có lẽ là muốn cắt tiết ở trong ván đấu thứ 15 này chăng? Vâng, Linh Tuyên Quang đi qua Giàng A Báo và nói nhẹ, chào báo. Ơ kìa anh Kiên anh không biết gì rồi. Đây, đang có một cái thông tin khác là tên thật là Hoàng Văn Báo. Ấy, họ À, với em đúng luôn, họ với em luôn chứ không phải Giang A rồi. Báo. Họ với em luôn, Hoàng Văn Báo. Ấy, còn em là Hoàng Văn Quân. À, thực ra tên Giàng A Báo này anh bây giờ sẽ nói thông tin chính thức. Giang A Báo là chính là cái tên hợp cơ, là hợp cơ là một trong những cái kênh rất là nổi tiếng về bia đấy các bạn. Vâng, đặt cho Giang A Báo đấy ạ. Vâng, tài năng của hợp cơ để đặt được những cái tên vô cùng gọi là hấp dẫn, ví dụ như Tùng Mão Táp, ví dụ như rằng là gọi là Hoàng Sa Hỏa, ví dụ như thế. Vâng, phải nói rằng là một trong những cái gọi là cách đặt tên vô cùng ấn tượng và hiện nay thì đang tạo thành nickname cho các bạn đấy luôn. Vâng, em cứ tưởng là tên tên thật của Hoàng Văn Báo cơ. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến trong ván đấu thứ 15 này. Lúc này
thì đang có một chút khó khăn ở bên đi mục tiêu số 1 dành đến cho Giang A Báo và anh cắt luôn nhưng không thành công. Rất may là lỗi rồi, có vẻ như là chạm 7 trước đúng không? Không phải mà có vẻ như là có một tình huống gì đấy rằng A Báo bị chạm tay vào đâu ấy. À, tức là người ta hay gọi ở bên ngoài là bộ đội đúng không ạ? Như vậy thì Giang A Báo đã lỗi rồi và bây giờ quyền đánh sẽ được trao trở lại cho Linh Tuyên Quang để anh có thể đặt bi cái ở bất kỳ vị trí nào trên bàn. Cú điều cơ Và quá chính ngọt xác. để kết thúc viên bi số 2. Với những bi mục tiêu đang ở trên bàn thì rất nhiều khả năng Linh Tuyên Quang sẽ kết thúc luôn trận chung kết ngày hôm nay ở trong ván đấu thứ 15 này. Ba sẽ là viên bi mục tiêu tiếp theo. Và điều cái hai băng để ra ăn viên bi số 4 ở lỗ 5 à. Vâng, Linh Tuyên Quang định điều lỗ 10 nhưng mà bị Vâng. lỗi lực rồi các bạn. Hơi thiếu lực. Tất nhiên là viên bi số 4 vẫn còn cửa riêng để cắt vào lỗ 5. Là nguyên mông. Nếu như điều được lỗ 10 thì đẹp hơn rất là nhiều. Chính xác sẽ chủ động hơn rất là nhiều trong việc lấy bi cái cho con bi năm. Nhưng tất nhiên đây vẫn là một thử thách không phải là khó dành đến cho Linh Tuyên Quang và anh đã giải quyết nó thành công. Và khó khăn trong tình huống này, Linh Tuyên Quang phải nghĩ đến đó là vị trí cái ở đâu để đánh con bi 6 điều con bi 7. Vâng, má trong má ngoài hay là thẳng tưng. Vâng, rất là dễ. Vâng, Linh Tuyên Quang đã quyết định lấy má trong, sau đó thì thực hiện một cú kéo áp phê một băng bên tay trái. Dễ rồi, tình huống này chúng ta có thể nói lời chào tạm biệt với hàng A Báo rồi. 4 bi mục tiêu nữa ở trên bàn dành cho Linh Tuyên Quang. Và bi số 6 đã được đưa vào lỗ. Phanh Không, phanh phanh vẫn phanh thiếu phanh. vẫn thiếu rất là nhiều lực. Có vẻ như là bi cái đang đi một lực rất là nhanh, tự nhiên lại yếu xìu lại. Không biết là có tác động nào hay không nữa. Nhưng lúc này thì Linh Tuyên Quang đã đến rất gần với chiến thắng chung cuộc rồi. Và ra bắt tay luôn, không cần phải đánh. Trời ơi! Sao lại thua nhanh thế? Kia bạn xịt kìa! Bạn xịt kìa anh Kiên! Bạn xịt rồi và tự nhiên lại ra bắt tay. Rồi quả đấy là nếu như mà để cho Linh Tuyên Quang đánh thì chắc chắn là bạn xịt viên vi 8. Trời Đúng ơi! rồi, Thì đúng rồi. hai vì mục Quá. tiêu nữa ông ấy ra ông bắt tay và Linh Tuyên Quang đang cười thì may quá. Ông này ông nhường mình không có mình cũng bánh xịt con bi 8 này bắn lại này bắn lại vẫn xịt đấy con bi 8 không đơn giản đâu tự nhiên lại ra kìa đấy anh tôi là thế đấy 8 thì bắn xịt kìa rất đáng tiếc dành đến cho Giang A Báo nhưng Và có thể không nói vô lý mà cái con 8 nó là màu đen đâu mọi người. vâng không 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 vô lý để mà chúng ta nói là 8 đen anh Kiên cũng đã gặp rất là nhiều lần con 8 đen này rồi. Như vậy là chức vô địch chung cuộc đã thuộc về Linh Tuyên Quang ở giải Win Bilac này, rất xứng đáng với trận chung kết này. Trong vài nhanh kia ạ, chỉ mới 50 phút thôi thì hai cầu thủ của chúng ta đã chào khán giả mất rồi. Vâng, Linh Tuyên Quang đang ăn mừng cho các bạn. Linh Tuyên Quang đang ăn mừng. Và Giang Á Báo nhặt cất lơ. Vâng, Linh Tuyên Quang thì có cả bạn gái đi để cổ vũ như thế kia nữa thì thực sự rằng là không Có vô cả địch bạn mới là gái lạ. nữa. Nhưng Vâng. mà Linh Linh Tuyên Quang đã có vợ chưa anh Kiên? À, chưa, chưa. Chỉ có bạn gái. Đây là Chỉ bạn có gái bạn mới. gái chứ chứ. Bạn gái mới à? Bạn gái mới luôn. Vâng đây, đây chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc chào chức vô địch dành đến cho Linh Tuyên Quang. Vâng, trên màn hình các bạn là cơ thủ Ngọc Lệ đang đứng ra để nhận giải 3. Ok, xin phép
Mọi người, anh xin có một cuộc điện thoại. Vâng, anh kia này anh lại đi bán hàng rồi, anh giả vờ anh có cuộc điện thoại nhưng thực ra anh đi bán hàng rồi. Đây sẽ là phần trao giải và anh em có thể nán lại để chứng kiến những hình ảnh cuối cùng ở giải Win Bilac, giải đấu đang được tổ chức ở địa chỉ là 61E, Dốc Viện Nhi, ngõ 7879, Đê La Thành, Hà Nội. Có vẻ như đây là phần trao giải 3. Giang A Báo sẽ nhận giải 2. Một số bạn có hỏi thông tin về cái giải thưởng của giải đấu này thì mình không nắm rõ nha anh em nhá. Đây rồi, bây giờ thì chúng ta đã thấy chân dung của nhà vô địch rồi. Sẽ là ba cơ thủ xuất sắc nhất ở giải đấu này. Đó là Lệ Sâu sẽ được giải 3, giải 2 là Giang A Báo, trong khi đó thì giải nhất sẽ thuộc về cơ thủ Tạ Văn Linh, rất xứng đáng. À, có thêm một ông bên cạnh nữa là ông nào ông trao giải, có lẽ ông trao giải ông đứng ông chụp ảnh, hãy rủ thêm ai chụp ảnh nữa. Còn bắn tim thì trao giải còn bắn tim. Đây, đến chụp ảnh. Đây là phần chụp ảnh của những người trong ban tổ chức cũng như là các cơ thủ. Bây giờ thì chụp đôi, bộ đôi anh em trong trận đấu chung kết này làm nháy nào. Đánh rất là nhanh, thua cũng rất là nhanh, thắng thua rất là nhanh. Trận chung kết mà chưa đến một tiếng tiếng đồng hồ đã kết thúc mất rồi. Vâng, bạn Nguyễn Ngọc Tú có thông tin cho mình đó là chủ quán thì cũng là người trong ban tổ chức thôi. Đúng không? Thì mình nói có sai đâu, chủ quán ở ở cái địa chỉ này thì cũng là người trong ban tổ chức mới tạo ra những giải đấu như thế này dành cho các cơ thủ có thể tham gia. Ok, như vậy là anh chào mọi người xong rồi tắt nhé là lời lời nhắn của bạn kỹ thuật ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi buổi chung kết ngày hôm nay. Và một lần nữa xin chúc mừng cơ thủ Tạ Văn Linh đã xuất sắc giành chức vô địch ở giải Win Bilac. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những trận đấu lần sau.